could be us. So back to what I was saying. Could be us. Cuộc sống bình lặng của diễn viên Thiệu Ánh Dương sau khi giải nghệ. Xuất hiện mới đây trong một sự kiện cùng với nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, diễn viên Thiệu Ánh Dương, nam chính của những nẻo đường phù sa thu hút sự chú ý. Vai khởi trong bộ phim truyền hình Những nẻo đường phù sa được phát hành vào năm 1997. Đến nay đã 26 năm nhưng vẫn là cái tên được khán giả yêu phim Việt nhắc đến khi tình cờ gặp diễn viên Thiệu Ánh Dương ngoài đời. Đây cũng là vai diễn cuối cùng của diễn viên Thiệu Ánh Dương vì anh quyết định giải nghệ, chia tay khán giả sau bộ phim này. Vào thời điểm diễn viên Thiệu Ánh Dương quyết định giải nghệ, khán giả yêu phim Việt cũng ngỡ ngàng như khi diễn viên Diễm Hương bất ngờ chia tay khán giả. Không còn theo đuổi nghệ thuật, cuộc sống của nam diễn viên cũng trở nên kín tiếng hơn. Hiện tại, anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai cũng là một luật sư và ba con nhỏ. Vợ trước của nam diễn viên là nhà thiết kế Kiều Việt Liên. Nói về quyết định giải nghệ, nam diễn viên tiết lộ, bản thân muốn tập trung vào chuyên môn, tạo dựng hình ảnh mới. Đó là hình ảnh của một luật sư. Khách hàng đến với anh không phải vì hâm mộ một diễn viên Thiệu Ánh Dương mà là một luật sư thật sự. Đây là chuyện nghiêm túc chứ không phải chốn giải trí, nên tôi muốn họ nhìn tôi dưới góc độ khác. Và tôi đã từ chối đóng phim dù đó từng là đam mê, ước mơ của tôi, anh chia sẻ. Hiện ở tuổi ngoài 50, diễn viên Thiệu Ánh Dương là một lãnh đạo một ngân hàng. Anh vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân trên trang cá nhân. Dù vóc dáng đã thay đổi nhiều sau nhiều năm rời làng giải trí, nhưng Thiệu Ánh Dương vẫn là thần tượng một thời của lớp khán giả thập niên 80 đến 90. Anh chi biết, điện ảnh là nghề anh yêu thích, nhưng không gian của nghề luật lại thích hợp với tính cách và cuộc sống của anh hơn. Không chỉ có khiếu diễn xuất, nam diễn viên còn mê âm nhạc. Anh biết chơi trống và thỉnh thoảng vẫn góp vui trong các buổi hội họp cùng bạn bè bằng các tiết mục văn nghệ. Thiệu Ánh Dương là nam chính có gương mặt hiền lành trong dàn tài tử điện ảnh thập niên 90 thế kỷ trước. Anh sinh năm 1970 tại Hải Phòng trong một gia đình có bố là một sĩ quan, đại tá quân đội. Anh là con út trong gia đình,